Xin chào các bạn, hôm nay Cụ Tè sẽ chia sẻ đến các bạn một cái hợp âm có màu cũng rất là hay và áp dụng trong đệm hát cũng rất là nhiều, đó là hợp âm ẹt chín. Các cấu tạo của nó nè, các thế bấm nè và cách sử dụng của nó. Bây giờ mình nói về hợp âm ẹt chín nè các bạn nhé. Nếu về nó chữ ẹt, chữ ADD đó, tiếng Anh có nghĩa là mình thêm đó các bạn, mình thêm bậc chín vào hợp âm. Rồi cấu tạo của hợp âm ẹt chín gồm có một hợp âm 3 cộng với quãng chín trưởng. Bây giờ mình ví dụ vào cái thang âm tông đô trưởng nhé. Gồm có đô, rê, mi, pha, son, la, si, đô. Từ đô lên tới đô là quãng 8 đúng không các bạn? Rồi chúng ta thêm một quãng chín trưởng vào. Đó là thêm chúng ta thêm nốt gì? Nốt rê vào. Như vậy từ đô này lên tới nốt rê trên này là một quãng chín trưởng. Rồi bây giờ đến hợp âm đô ẹt chín, chúng ta sẽ có gồm những nốt như sau: đô, rê, mi và thêm nốt gì? Nốt rê trên này vào. Các bạn nghe màu nó xem rất là tươi sáng đúng không bạn? Rất là hay. Rất hay. Đây là cấu tạo của hợp âm đô ẹt chín. Bây giờ mình ví dụ hợp âm thứ thì sao? Ví dụ thang âm của tông la thứ rồi, là si đô rê mi fa son la. Từ la lên tới la là quãng 8. Bây giờ mình thêm bậc chín vô nữa là nốt gì? Nốt si. Các bạn tính xem từ nốt la này lên tới nốt si này phải là quãng chín trưởng không? Như vậy hợp âm la thứ 9 chúng ta gồm có nốt là đô, mi và nốt si. Ồ, màu cũng rất hay các bạn ha. Tạo màu cho nó. Đó là cái cấu tạo của hợp âm ẹt chín. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các cái thế bấm của nó. Bây giờ các bạn quan sát hình dòng nhạc nhé. Thì nó gồm những nốt. Ví dụ như mình có hợp âm đô trưởng nhé. Đô ẹt chín chúng ta sẽ bấm như sau. Các thế bấm thứ nhất. Đây, tay trái chúng ta bấm đô son đây, tay phải mình bấm đô rê mi son, đô ẹt chín. Có một điều lưu ý các bạn, hợp âm đô ẹt chín chúng ta bấm ở thế này, cái thế bấm đô rê mi son này nó sẽ đồng âm với hợp âm đô ẹt hai các bạn nhé, nó đồng âm với đô ẹt hai nhé. Mình nhắc các bạn để sau này có sử dụng thì nhớ. Rồi thế bấm thứ nhất, thế bấm thứ hai chúng ta có thể bấm rê mi son và đô, dưới này bấm đô đô. Ok với bạn, tạo màu cũng rất hay ha. Rồi thế bấm thứ ba của nó chúng ta sẽ bấm như sau: mi son đô và rê, mi son đô rê. Ồ cũng rất hay các bạn ha. Rồi thế bấm cuối cùng của nó chúng ta có son đô rê và mi. Ok cho các bạn, đó là các thế bấm của hợp âm đô ẹt chín. Thì các bạn suy ra từ cái thế của đô ẹt chín này, các bạn suy ra những cái thế hợp âm khác cũng tương tự như vậy thôi. Bây giờ đến với cách sử dụng của nó. Ví dụ như trong một bài đô trưởng chẳng hạn, thay vì các bạn sử dụng là đô nè, rồi tới la thứ chẳng hạn, rồi tới rê thứ, rồi tới son trưởng. Thay vì các bạn sử dụng đô trưởng, bây giờ mình thêm màu vô, mình thêm hợp âm đô ẹt chín vô, thôi vậy thôi, gì đâu. Đó. Rồi qua la thứ, thay vì la thứ chúng ta thêm màu cho nó, la thứ 9. Đó, qua rê thứ, thay vì rê thứ mình thêm rê thứ 9, đơn giản vậy thôi các bạn. Vậy thôi, rồi xong. Bây giờ mình đánh một đoạn giai điệu áp dụng các cái hợp âm ẹt chín này các bạn nghe thử nha. Ví dụ như đoạn nhạc đó, thay vì sử dụng các hợp âm 3 bình thường thì Cụ Tèo sẽ thêm ra vào đó hợp âm ẹt chín để tạo màu cho để giai điệu được hay hơn, phần hòa âm được nghe màu sắc phong phú đa dạng hơn. Trước khi sử dụng hợp âm ẹt chín này, các bạn cần phải nghe được và phân biệt được các màu hợp âm 3 trước nha. Rồi sau đó mình mới đưa cái màu ẹt chín này vào được. Còn nếu như chúng ta không nghe và không phân biệt được hợp âm thì chúng ta không thể nào sử dụng những hợp âm màu này được các bạn nhé. Cụ Tèo có làm một video chia sẻ các bạn cách để chúng ta luyện nghe màu hợp âm.
Cụ Tèo sẽ để đường link ở phần mô tả video. Các bạn vào đó xem để tham khảo nhé. Cụ Tèo vừa chia sẻ đến các bạn hợp âm E9 dùng để áp dụng vào phần hòa âm đệm hát của các bạn. Các bạn hãy cố gắng tập luyện. Nếu như trong lúc tập luyện có điều gì thắc mắc, các bạn hãy bình luận ở phía dưới video. Cụ Tèo sẽ chia sẻ đến các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức Cụ Tèo chia sẻ bổ ích, hữu ích, các bạn nhấn like, nhấn đăng ký kênh Cụ Tèo Piano. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.